đứng coi. Rồi đứng vô bụng á, rồi đứng gì đi. Rồi khỏi đi. Quất khách. Rồi. Khỏi cần đi bán, khỏi cần con tô luôn, đứng quất này. Ừ, đứng quất này. Quất dữ em, quất dữ, quất dữ. Quất cái chân khắp đây. Hủ tiếu đây, miệng sướng chai đi. Hủ tiếu mì chai, mì chai hủ tiếu đây. Ừ, vậy đó. Đâu, Lý à, khỏi cần. Quay mặt lại. Cô Lý rồi nha. Quay mặt đây có làm. Vậy đi khỏi khỏi có quảng cáo gì trơn á, đứng vậy đi. Tôi trung trân trọng thông báo là con. Ừ, sao? Thôi nó là bán hồ trú trang thuộc của tôi không có chuyện gì vậy? À, của tôi đó. Vậy là lộm là bản hiệu sống luôn rồi đó. Đứng đây nè, đứng đây quá khách hoài vậy đó. Đứng tới 12, đứng tới 12 giờ nha. Biểu. Biểu. Biểu à. Ơi. Ôi. Thì giờ này là cô lợm để một và làm cái hành vi của cô lợm lên để dành biết mèo tiếng chay. Hôm hai nữa là cô lợm phải đứng giống như là trở luôn thằng tài con mèo đó. Trở luôn không? Đừng quát 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 quát. Bỏ xuống. Đừng quát gì đó. Lợm ơi, lợm. Bấu. Thấy thấy cái con mèo mà lại mấy cái quán mà quát khách vô không? Đó. Quát vô là làm thử coi. Ừ, gì đó. Má ơi. Bấu. Mà biểu nếu mà gì đó ai ăn. Ăn đúng không? Vô ủng hộ. Gì đó. Ủng hộ của điểm khờ đó. Bây giờ làm mua bộ đồ mà con vịt hay là mua bộ đồ con thỏ gì đó cho lợm bạn vô mắt mắt bà con vô ăn tiếp được không? Mua cái đồ bộ đồ con chó. Bộ đồ chó hả? Phải đồ chó hả? Phải đồ chó. Bây giờ nè, lợm nó để các bạn hủ tiếu chai đây phải không? Có cái cây xài đây nè. Làm cái bảng quảng cáo như đây cho em ngăn ngay đây được không? Ừ, được mà. Được. Đúng không? Được. Không mà vừa trong cái xài ngăn luôn. Thì ở trong đây lúa ở đây thôi được rồi. Đừng lúa ra ngoài đường quá. Rồi nếu cái miếng này vô cô lực. Ừ, đó đứng như vậy đó. Đó. Ông đứng đây làm bảng hiệu sống đi làm đâu từ sáng tới chiều vậy đó trả cho 100 ngàn được không? Đúng. Giờ này mình vô hỏi ý Út coi mình góp ý được không? Rồi bưng vô đi. Đúng. Bưng vô. Rồi bưng vô. Rồi. Bưng. Bắt mày tiếng miệng ra vô đi. Vô đi. Rồi hỏi Út coi. Rồi bán gì đi. Con vô. Này 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 đi. Ừ được mà. Sao không được mà? Sao ốp được không? Mấy con có ý kiến gì được không? Giờ để nữa mấy con đi đặt cái bảng đó cho cô lợn. Ngồi với mẹ đi. Sao mấy ốp thấy được không? Ốp thấy được không? Ốp thấy được không? Rửa thử coi có phải không? Rồi cái này rửa ly thấy ghê không? Được đó, tôi chịu đó. Chịu rồi đó. Kiếm gái đẻ gã được, con quá giỏi luôn. Biết không đó trời, đó giờ có làm bảy ly không? Không. Dạ. Ba đời chưa bở nữa. Ừ. Được rồi, gắng lo cho mẹ đi. Thấy dòng người thoải mái rồi, thấy anh chị chút ra. Không có suy nghĩ về tới cái chuyện này chuyện nọ thì tâm hồn thoải mái thôi. Chứ mà cho con lợm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ là buồn lắm. Bắt đầu quá. Bắt đầu lắm. Cô lượm làm được à? Đó thì mấy con thấy là hiện tại là lộm á rất là được bà con yêu mến nè. À. Đi hình như là đi tới đâu ai cũng biết hết trơn á. Nó đi đâu ai cũng biết hết trơn á. Cho nên là bây giờ là mình làm cái thương hiệu gì đó để cho bà con người ta chạy ngang chạy qua chạy lại. Nó nói ôi lộm này là ở trên mạng nè. Vậy là nhà lộm ở đây. Đó, cho nên thì con nghĩ là nếu mà như vậy là gia đình mình sẽ bán đắt hơn gấp đôi gấp mấy lần là lúc đầu như lúc đầu á. Đó thì hiện tại bây giờ nếu mà để cái hình như vậy thì ta sẽ biết nhiều hơn. Gia đình mình sẽ bán đắt hơn. Đó mình sẽ có cái thu nhập tốt hơn lúc trước. Út nghĩ sao Út? Nghĩ cũng được. Dạ. Bữa nay rồi qua đây lợm, qua đây ngồi với mẹ chút coi. Để đó đi. Để đó đi lợm. Dạ. Quá giỏi rồi. Mơ mốt mà bán hủ tiếu mà không giỏi được vậy ha. Rồi về giấc sáng giờ thức sớm nổi không ta? 4 giờ thức. Trời, đã vậy. Sáng là 4 giờ thức rồi hả? Giỏi thức tiếp mẹ nghe, mà dặn ra phải thức tiếp mẹ. Bưng tô bể thì vừa thôi. ngày bể đựng trái được rồi. Đi chơi. Lộm giấc tối là mà thường thường mấy giờ ngủ lộm? Bởi vì mắt bầm mua thêm nữa. 9 giờ mấy nó có ngủ chút. Ồ, 9 giờ ngoài là đã ngủ rồi hả? Vậy là ngủ sớm, thức sớm, 4 giờ mấy là thức rồi. 4 mấy 5 giờ thức rồi. Là từ xưa đến giờ là vậy đó ha, chứ nó đâu có nướng hả? Có bữa nào thức khuya quá thì cũng ngủ hơi nướng. Nướng là tới 7 giờ không? Không, không có gì nào tới. Không tới 7 giờ hả? Ồ, vậy là lợm nó sống với mẹ quen ha, thức sớm ha. Thức sớm gì ngủ với tôi mấy đêm tôi biết, không giờ mà nó bảo đảm nó sớm của mình.
ba giờ thức à? Ba giờ mà có mặt rồi chứ. Vậy là mình tính bữa 10h04 tháng 10 này là khai trương bán lại không? Tính là cho mình tư phụ bán mà chú. 12 hả? 12 khai trương phải không? 12 âm lịch phải không? Thông báo cho tính là 12 này là lúc khai trương luôn. 12 là mình bán nha. Chú dầm chú qua chú quay nữa kìa. Dạ. Không có đẩy cho chồng. Dạ. Không bình thường. Chú đâu có chú quay anh Thanh qua thì quay bình thường có đâu. Anh cũng như là Út bán ngày nào đó cho chương thấy ngày nào được đó thì Út cứ làm ha, không có không có biết về vấn đề đó ha. Còn Út muốn bán giờ nào thì Út bán giờ nào cũng được chứ á. Anh em người ta tới ủng hộ hay là anh em người ta tới làm gì đó thì cái chuyện đó là tùy ha. Tùy duyên ha. Không có gì hết. Thì mấy con sắp xếp ví dụ như mấy con rảnh thì mấy con qua quay thôi, thế giờ không nhất thiết là phải ngày 12 hay 13 thì Út định cái ngày nào coi ngày nào tốt thì Út cứ bán thôi. Rồi mấy con rảnh thì mấy con qua, rồi mấy con không rảnh thì để bữa khác mấy con qua. Cũng vậy thôi chứ không có gì trơn Út. Thằng Nguyễn sao mà Út mở Út buôn bán đắt bà con đến là được rồi. Đúng rồi. Quan trọng là mình thu nhập buôn bán được là ok rồi. Chứ mấy con đâu quan trọng cái đó ngày nào. Này, qua cũng được hết. Dạ. Út bán ngày nào đó thì Út cứ việc nói đi rồi bà con tới bữa đó chắc gần xa ta sẽ là ủng hộ mà. Dạ. Quán chai cu lộng khờ mà. Quán chai cu lộng khờ rồi Út quyết định ngày nào ơi? Tính ngày 12 bán. 12 ha. Phải không? Dạ. Bữa nay là một mấy rồi? Năm hả? Vậy là còn 7 ngày nữa, dạ. Từng lãi nữa. Từng lãi nữa. Cũng có xem được clip này thì rằng giải gần xa đến ủng hộ mày cũng thiếu cu lộng khờ. À 12 ha. 12. Vậy quyết định 12 ha. Thì thôi tối 11 mình qua ngủ ở đây đi. Tối 11 ra phụ tiếp lộm nè, tới bữa đó chắc lu bu. Để giấc sáng cỡ 3 giờ mình thức rồi coi lộm nó coi nó tiếp mẹ cái gì để mình quay. Thì đó để một chút xíu mình sẽ đi lại chỗ quảng cáo người ta làm. Thì Út bán là Út cần những cái nguyên liệu gì? Cũng như là rau củ quả Út cần nguyên liệu gì? Út nói đi mấy con sẽ giúp đỡ cái phần đó cho nó rẻ hơn, mua ở chợ đầu mối nó rẻ hơn. Không, nếu mà nói là Út là mua ngày nào là làm ngày nấy rồi, nếu mà mình mua mình đem thì cái đó nó mất tiện quá, yeah, mất thời gian lắm. Giống như là mình mua hỗ trợ Út ban đầu vậy đó, cho Út khỏi lu bu về cái vấn đề đó vậy mà. Không, nhưng mà Út bán đó giờ Út biết rồi, Út biết chỗ nào là người ta bán rồi. Không, cái đó không quan trọng đâu, để Út tự Út đi mua đi, đó giờ Út mua ở đâu thì Út mua đó đi. Yeah. Rồi, thương hiệu là cu lộm khờ, mì của chú trai. Dạ. Đại quán là cu lộm là được rồi, chi ba chữ gì vậy? Cu lộm khờ là chú thọ, cu lộm khờ là chú thọ. Hủ tiếu chai cu lộm. Ừ. Không phải, bây giờ bà biết ông bán gì không? Con coi là mẹ bán của chú trai đi. Con coi là ông bán là sao? Bây giờ mà bán cái này thẳng là được à? Bán của chú trai thôi, con coi là em là lạc dao ngò. Mà phải là chúng mình trời ơi làm đi không, cái này nói góp ý gì mốt nha, ví dụ mình có thể mua cái đá mua được thuận lợi sẵn là bán nước ngọt luôn mà là cho khách luôn là mình bán thêm đó, tức là bán nước ngọt, bổ nước ngọt, đúng rồi, bổ thêm nước ngọt. Còn nói chung nhiều khi ta không có uống cà phê hoặc là trà đường mà ta lại thích uống nước ngọt, trà xanh hay là không độ rồi đó. Bổ thêm chai nước ngọt nè, lạnh nè, với nước suối nè, có cảnh nấu sâm bán nè, nấu sâm đổ vô không, nấu sâm này nó mất cái thời gian lắm, chủ yếu cho nó gọn. Thôi ơi, con ơi, cho mẹ bán chú trai đi. Ê, bán quán được không? Được. Thì bán nó cặp chạy đường hay nước ngọt gì đó, cứ bán có yêu cưới gì đó, thì nói với bà con. Bây giờ ví dụ bán chai nước ngọt chai như tiền? 10 ngàn. Hai chai như tiền? Hai chai 20 ngàn. Ba chai, 50 ngàn, 50 ngàn. Đó biết rồi. Nếu mà người ta mua con chai, người ta đưa 50 ngàn, mình nói là lại nhiêu? Hai lại trăm rưỡi. Coi lại trăm rưỡi lỗ luôn. Cái này chắc mẹ dẹp tiệm sớm quá. Như vậy chứ không thôi trời. Nói là 40. 40. Ừ. Nhớ nè, người ta mua chai 10 ngàn, mà đưa giấy 50, mà nói là 40. Ừ. Người ta đưa 100, nói là nhiêu? Là nhiêu? 90. 40, 90. Vậy là thường thường á là mình chỉ bán nước quật quẹt ở đây là cà phê với trà đường thôi Út. Dạ. Chứ đâu có bán nước ngọt được đâu hả? Cái đó là mình làm không nổi hay là do là mình không có đủ kinh phí để mà mình bổ đồ về? Không có bán rồi. Khách hứa rồi, có ít có hỏi. À.
tức là mình không không để không bỏ đồ về cho nên là ta ít có uống ha. Không, cái này mà hút ở đây cây xăng là dễ bán nè, xong cái tủ hơi cái tủ giống cái tủ mà trên mấy cái ấy đó, có để trong ngân hàng luôn đó. Tủ mà nó hơi lạnh mà mở ra mở vô trong mấy cái siêu thị rồi nó có để cái tủ trước đó để luôn nguyên cái hàng cái ngọt nó lạnh lạnh trong đó, tao thấy trong nó tao vô tao uống luôn, tao thấy gì tao chọn rồi mình ra lấy cho dễ. Cái tủ đó. Cái tủ nó mắc tủ nó thì nó mắc rồi. Cái tủ đó thì nó lạnh nó ốp lạnh á. Mấy mình ốp thùng nước đá cũng được, nếu mà mình không có điều kiện mua cái tủ đó thì mình mua cái thùng nước đá cũng được. Đá đi, đá bự chút luôn, đá bự đá, đá bự. Cái đó nó dễ bán, cái đó để ngoài trước vậy đó, rồi ai ai uống thì lại cái là lấy thôi. Nó dễ. Mà thấy là bán đắt nhất là con lợm mà nó xì tin. Sáng tin, xì tin. Uống không hết tiền lợm uống. Bán không đủ cho con lợm uống nữa. Trời ơi, nó nói thiệt, cái bán quán là dễ ạ. Mà người ta có rượu, người ta đưa, có rượu, chứ rượu lên rồi người ta đưa trong ngàn, hối lợi người ta hối lợi 90 là một chai 10 ngàn, 200 ngàn là hối lợi 90. Đúng rồi. Còn trong ngàn đưa lại hối lợi 40-50. 50 ngàn là hối lợi 40. Đúng rồi, lúc trước là mình bán, mình đặt cái bảng hủ tiếu chay đó là bao nhiêu Út, không nhớ không? Lúc đó đặt có 250. 250 là cái bảng đơn sơ vậy đó hả? Nếu mà làm cái thương hiệu, làm cái quảng cáo cho cụ lộm là chắc có thể là sẽ mắc à. Mắc hơn bây giờ. Tại vì cái bảng của Út nó rất là đơn sơ mà 200 mấy đó. Làm cho phần chụp hình cô lộm nữa, chụp hình lộm nữa, làm tô hủ tiếu để em đó cho cô lộm ăn nữa. Điên trời. Bữa nào là ngày nào giờ mình là no. Bữa nào cũng bắt cô lộm ăn hủ tiếu chứ. Nãy giờ tôi chưa vào mà đặt đời sao tới giờ chưa giao xuống cái trần. Chút ta giao. Chỉ thôi đợi 5 phút anh à. Mà cái mà hiện tại là báo hủ trước thì con ngươi lại ngập phụ đi. Phụ tiếp đi. Phụ tiếp. Lo cho mẹ đi, giờ trước mắt mình lo cho mẹ. Rồi vậy đi. Nếu mà vậy thì cái bản này là mấy con có ý kiến là Út đồng ý ha. Đồng ý hay sao? Đặng mấy con dẫn cụ lộm đi lại cái chỗ mà cái quảng cáo á, để người ta quảng. Thôi được đó, mà thôi được quảng cáo rồi. Để cho cụ lộm thêm một cái bản ở phía trên gì đó. Quảng cáo rồi. Để cho khán giả đúng, bà con người ta yêu mến cụ lộm để chạy ngang nó. Cái chỗ này là nhà của cụ lộm, bán mẹ đi mẹ lộm với lộm bán hủ tiếu chay. Cho nên này ghé lại ủng hộ gia đình. Anh ơi, ở đâu có tiệm này là có đặt cái bản nè. Không có đêm nào trừ mấy anh chưa trở đi em chửi trở cho đặt bản là cái bản hiệu quảng cáo là Hữu Tính. Hữu Tính ở đó có làm bản đó, đủ bản chưa luôn rồi. Đặt cái bản là Hữu Tính ra cô lượm được rồi. Rồi thì bây giờ trước mắt vậy đi, để chút xíu người ta đem đồ đến người ta giao, rồi hồi mấy con sẽ chở cô lượm đi lại cái chỗ đó đi coi người ta làm ghép cách nào và giá cả như thế nào. Được thì mình làm trước. Còn cái vấn đề nước bổ đồ đó thêm đó thì cái đó để từ từ, ví dụ như có khán giả bà con ta có giúp đỡ cho Út đó thì mình cũng có đồng ý là mình để mà mình được bổ đồ về để mình buôn bán tiếp không. Dạ Út cũng đồng ý luôn ha. Dạ rồi như vậy đi. Rồi thống nhất vậy không? Rồi thống nhất vậy đi. Bữa 12 mình khai trương mình bán cái túi chai lại ha. Rồi thì còn một tuần lễ nữa đó quý bà con, thì hôm nay là mùng 5 rồi, mùng 5 tháng 10 thì 7 bữa nữa là ngày 12 Út là mẹ của lộm sẽ khai trương bán hủ tiếu chay lại. Thì bà con gần xa thì có chạy ngang chạy vàm Phú Tân An Giang thì ghé ủng hộ hủ tiếu chay cô lộm khờ nha quý bà con. Dạ anh ơi em bán trôi dễ lắm, dễ dễ em bán trôi có 8 ngàn cũng dễ dễ. Bao nhiêu còn nhiều 8 ngàn một tô thường nhiêu, một tô mình bán là thường nhiêu? Có 10 ngàn. 10 ngàn ha, rồi giảm giá lắm. 10 ngàn dễ ăn ha. 10 ngàn quá dễ ăn rồi, bà con ở quê này người ta cũng dễ ăn. Dạ nói chung mình bán á có gì là cũng làm hết trơn á, là bơn dần dần ở đây thôi nè. Bưng là không có đi bộ đâu, mỗi giờ lắm chạy xe đạp mới chịu. Bưng chạy được bút. Rồi thì rồi sắp tới là cái công việc của em cố gắng nha lộm, cố gắng tiếp mẹ nha. Xuống ơi, bỏ giờ xuống lộm ơi. Sắp tới là công việc là mình phải cố gắng làm tiếp mẹ nha, tại vì mẹ cũng vừa mới bớt cho nên là cần phải cố gắng nha, phải làm tiếp mẹ. Làm tiếp hả? Cái gì làm nấy nha. Rồi vô giữ đâu. Thì làm gì được thì làm. Đó, trong nhà mẹ có một mình em đó nha, cố gắng lên nha. Dạ, giữ bếp da nữa, bếp da có bị chú rửa luôn. Trâu nay lộm đi đặt cái bản để mà thương hiệu lên nữa thì đi bán hủ tiếu tiếp mẹ nè. Đó, có cái bản đó là bà con sẽ biết là lộm buôn bán mì hủ tiếu cùng với mẹ. Dạ. Ở chợ Dàm Phú Tân An Giang. Trời, chuẩn bị bán hủ tiếu rồi, mẹ bán hủ tiếu rồi, vui không lộm? Vui không? Vui. Rồi bữa nay đi đâu đây? Bữa nay đi gặp bạn. Bạn gì? Bản hiệu của mình là một cô lượm bán hủ tiếu chay. Cô làm gì? Cô lượm bán hủ tiếu chay. Vậy hả? Đồ đặt bản đặt thương hiệu luôn hả? Mà biết chạy sao không? Chạy hồi sáng á là tôi ngủ hết dậy là 7 giờ là tôi chạy lên tôi tự trước rồi. 7 giờ lên tôi tự trước rồi, trừ 3 giờ mới lặn.
Có không? Có, từ chiều tới nãy nó làm chiều nay là 5 giờ, 4 giờ là trả giao nè. Phải không nha? Phải, người ta cho bản đàng hoàng luôn. Chắc cô làm nổ. Có cái điện thoại là có cái tên, có địa chỉ đàng hoàng, có số điện thoại đàng hoàng luôn. Đó. Thôi anh nói đang làm. Đi vô đàng bản rồi, vô đây. Vô, bữa nay lộm đi đặt bản thương hiệu quảng cáo mì hủ tiếu. Cách bếp. Chào. Chào. Muốn làm gì á anh cô Lụm? Dạ, đặt bản hủ tiếu cho cô Lụm. Ý tưởng của anh là sao? Ý tưởng sao cô Lụm? Không biết, từ cho biết không nội thôi. Chứ làm nó lừa nó lừa cho được. Trời ơi, là cái bản nó tóc bên tay là cái bản hủ tiếu cho bên tay nè. Là cho tôi hai cái bản luôn. Dạ, dạ. Khớ tóc của Lụm khờ. Dạ, chủ là ý là mình phải đưa hình trước cái diện chủ rồi mình dọn đúng không? Bây giờ muốn nhà nổi trội phải không? Dạ. Nổi trội thì ghép hình của Lụm vô. Dạ, rồi, con người anh ghép mình ghép mỏ chu á. Ghép mỏ chu mới chịu hả? Ghép cái mỏ chu ra ăn cái tô hủ tiếu mới chịu hả vậy? Nội dung là sao? Nội dung hả? Nội dung là sao? Lại ghi sao nè, ghi sao nè để cho là, anh... Nội dung hả? Ghi sao hả? Cái gì cái bản muốn để tên gì? Cô Lụm khờ. Cô Lụm. Đúng rồi. Ghi là cô Lụm khờ luôn á hay là chữ là cô Lụm thôi? Cô Lụm khờ đi. Cô Lụm khờ nó hay hơn. Cô Lụm khờ hả? Ba chữ luôn hả? Chứ cô có cái hình. Cô Lụm khờ. Cô ca, cô ca, cô ca. Cô kia thấy bạn. Cô Lụm ở chuồng. Tào lao. Cô Lụm. Cô Lụm khờ đúng không? À cô Lụm khờ. Đây là hình cô Lụm nè ha. Đây là hình ra cái logo luôn ha. Ra cái hình của logo luôn. Thì mình giao trực tiếp chúng ta luôn ha. Dưới là bán gì? Bán gì? Bán hủ tiếu chay. Bán mì hủ tiếu chay hay là hủ tiếu chay thôi? Bán mì hủ tiếu chay luôn. Bán đầy đủ. Mì hủ tiếu chay đầy đủ. Mì hủ tiếu rồi chữ chay ở dưới thì ghi với bự đúng không? Mì hủ tiếu rồi hủ tiếu chay gì đó. Giờ bán giờ em bán hủ tiếu chay nè. Giờ phèo nè. Hủ tiếu chay của phèo. Anh là có tàu hủ căng đã đi công 567 đồng bảy đồng một lộn mà ghi số điện thoại một cái nó điện tao hoài luôn á. Giờ có mấy tấm hình nè, giờ sẵn anh đưa cho lộn coi coi lộn chịu mấy tấm hình này không, rồi cho giúp cái thằng kế luôn nè lộn chịu tấm hình đó được không? Đó, hình mỗi chung chung đẹp đẹp. Đâu, từ từ. Đó, có mày đi. Tấm này. Tấm này giống đại gia quá, ai dám vô ăn. Ừ. Tấm này giống đại gia quá, ai dám vô. Ừ. Cô Lụm khờ mà chơi cái tấm giống đại gia quá vậy. Được. Tấm này được rồi nghe. Coi tấm đủ rồi, tấm nào cho nó được rồi. Rồi, tấm nào nữa. Tấm nào. Được không, không được phải không? Không phải, anh ơi. À, tấm này được nè. Đâu? Ông nè nhìn cái mặt đó, đó nhìn cái mặt là tao biết lộm liền phải không? Lộm khờ mà đúng rồi, lộm khờ là bằng đầu lý à, lộm này được không? Rồi lộm. Đúng. Giờ là chơi tấm này. Rồi lộm. Con lộm khờ là phải mặt khờ khờ vậy đó anh. Chưa có mặt. Gửi qua. Nè bấm phan. Đi kết bạn đi, kết bạn đi rồi cái chia sẻ qua cái một luôn. À anh đâu anh? Anh đâu? Mà bây giờ ví dụ như là bản hiệu này nè, nhưng mà làm mình giúp đỡ làm cho em không có bản nữa. Cái gì hả? Em bán gì nữa? Không có bản tóc. Không, không có trong đó. Kết bạn đi, kết bạn rồi. Kết bạn rồi phải không? Bên kia chấp nhận đi, đặng đặng gửi qua. Đó, hả tử đó. Chấp nhận được. Rồi. Đồ tính phải không? Gửi qua có một. Đồ này đi đặt bản hủ tiếu ta. Rồi đó. Mở lên cho nó được luôn phải không anh? Trang bơi, trang bún, trang là trang thích sớm là tôi lên. Kìa, rồi kìa, vô hình đi kìa. Tôi đi lên chở là đó. Tôi đưa hình. Ủa, cái này đẹp mà nghe. À, ở trang tôi mình, trang tôi mình cái hình này giống như là cái hình chuyên mã vậy đó. Cái bản đó. Bởi ngang đó mắt. Bởi ngang đó mắt. Bởi ngang đó mắt. Tám tắt đi. Tám đi. Đâu mình đâu. Đó. Cái này tắt anh dữ à. Bỏ là chê quá. Dữ à, ai được không đủ. Gần đó mà đủ rồi, đủ tiếu không không? À, bắt đầu cắt ha. Và chúng ta cắt rồi. Cắt rồi. Cắt lấy cái hình em thôi. Không có lấy nền, lấy hình thôi.
cái này ông chủ mà chịu làm cái tấm hình này xong là bảo lãnh cua lộn là bán không kịp. Cua lộn luôn. Cua lộn không là phải cần của mình được đâu. Ăn hơi mai sặc luôn. Chắc mày hủ tiếu luôn. Sao cua lộn lấy hình nó sao chưa? Sao cua lộn thấy hình nó sao lộn? Im. Im à. Im à. Trang hình cái hình này giống hình kia nã chứ ta. Giống hình kia nã luôn á. Cái tướng đẹp nhưng mà tướng đứng đẹp. Giống hình thà cho luôn á. Rồi lên lên, đưa lên cái miệng méo méo này nè. Bỏ chung chung nè, gà gà gà. Bỏ chung chung nè, đó. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, đưa cái mặt nè. Ăn ủng hộ cái chai của lồng cờ nghe. Đó là gì đó. Gà đánh với thương hiệu này á. Do ba tự ba với cô làm chọn nha. Đừng lắm. Đừng để nó đi. Cô làm đồng ý không? Đồng ý không? Ờ đó, cô làm chọn nha, chứ mấy anh không chọn nè. Cái này mà vô giờ mình coi nghĩ ăn mà muốn tiếng luôn. Sao đâu cần sao đâu. Lấy đồ cho chị Trang đúng không? Dạ. Em ơi, kêu vợ ra giao đồ cho mẹ. Mẹ kêu vợ không phải, phải ở dưới đó. Ờ, hiện tại là bây giờ là đang chuẩn bị là ghép cắt hình của cô lộn nha, làm cái thương hiệu nha. Ờ, quảng cáo luôn nha, bản quảng cáo đặc biệt nè. Đó giờ là chưa thấy quảng cáo như thế. Như lộm là bà con là nhìn vô là biết lộm liền. Quý vị khán giả mà có xem cái clip này là biết ngày mà Út mà khai trương đó. Thì là chủ yếu là khán giả hải tạm cầm cổ nha. Mấy em nhìn là mấy em còn ăn không được nữa. Từ cái sạch, tới bữa đó anh chủ đó. Hai cái trôm trôm lại ra chợ. Cái gì? Hai cái trôm trôm. Thấy gì lo cá lộm? Mày trong chân bị bá luôn, cứ đập thử chút xíu. Nhét cái gì chẳng gì cha. Có đâu, tay có quần ta vậy đó. Nó có quần lòng đâu. Mặt tả, mặt tả. Nó có là mặt có quần lòng. Mặt tả đúng không? Nhớ, nó vàng, nó gõ, bán hủ tiếu mà đeo vàng. Bán hủ tiếu mà đeo vàng thấy ghê. Đơn nhà 18 đó mà. Lộm này giàu lắm. Anh ơi, anh đo cho em á là phải đo cho trừ chất lượng quy tính á, được luôn. Đo miễn mà có hình này đó, miễn mà nó có rồi đó, là anh phải dép được bản luôn. Là giao chúng thẳng luôn. Quá mà em ở đây quên mà. Rồi nếu quý vị bà con đặt hình quảng cáo thì đặt ở đâu? Đâu? Giới thiệu cho bà con biết rồi. Quảng cáo Phú Trinh. Ở đâu? Địa chỉ, địa chỉ luôn. Địa chỉ ở đâu? Chợ Dầm Phú Trăng An Giang. Ấp Phú Trường. Chợ Dầm Phú Trăng An Giang còn đâu không có cái cần ngàn đâu các mà không có số ngàn á. Không có số ngàn. Lấy đôi dép không? Đừng lấy đôi dép làm sao? À lao. Giúp người ta đó chưa nội. Còn mở chu chu của làm không? Rồi rồi, mở chu sao đâu. Mở chu sao đâu, qua đây chu coi. Chu một lé nè. Chu một lé. Chu nào? Chiến hiệu này là cái gọi là thương hiệu đặc biệt. Chưa từng ai dám làm. Thương hiệu đặc biệt. Làm đúng mà ông chủ. Nào giờ có ai làm thương hiệu quảng cáo mà bán mười tiếu mà làm gì không? Chỉ có cu lộn thôi. Chưa có ai dám để hành cá nhân lên luôn. Đó. Chỉ có cu lộn mới dám thôi. Bấm thôi là dằn dà nó vào đầu lên. Bấm cu lộn. Bấm khơi lên đường đúng không? Cái thương hiệu này nó rất là lập. Bấm khơi khơi được. Bấm khơi khơi được rồi ta lên đường. Hủ tiếu chai cu lộn khơi thôi. Được rồi, bấm khơi lên đường á. Bấm khơi khơi là anh nuôi lên đường đó. Không, nhìn cái đôi dép đó là thấy im rồi đó. Dép là thấy uy tín rồi đó. À, có dép mà bán cho cũng không có nợ để lại mua đó. Anh bảo ơi, chú khô. Rồi nữa mẹ bán hủ tiếu gì lộm nhà tiếp nổi không? Nổi. Ai bưng? Giờ sáng rồi bưng tiếp mẹ nha. Dạ bưng được. Không là đứng nghe nhạc không hôm nay? Rồi nghe nhạc không chết luôn. Bưng. Có ngày đứng ngoài đường nghe nhạc không đó, bưng gì? Mình cứ lỡ đứng. Tập trung vô bưng tiếp mẹ đó. Xong chưa hết đi rồi muốn nghe gì đó nghe. Nghe. Mẹ bán tới 8-9 giờ là hết rồi. Dạ. Bán tiếp mẹ xong đi rồi muốn nghe nhạc gì đó nghe nha. Dạ rồi chứ, giữa tô nữa. Ừ. Rồi đúng rồi đó, giữa tô, giữa ly nữa. Thì mình làm xong rồi mình sẽ làm. Chứ đừng có đứng chửi quên ngay trời. Đứng chửi quên là chết mẹ đó. Đừng có đứng chửi quên, mà làm cái gì làm tiếp. Anh ơi, làm cái bản chú cho, còn cái bản hứa cho em mà không giờ anh nó làm cho em mà có ra chưa? Bán, lò bán. Cái này là em mới tắt mình phút trước à. Khỏi đi, tôi sợ lắm. Không phải quý vị khán giả thì em không mấy cái cũng làm gì, em sợ là cũng làm cậu làm trước thôi. Chúng cậu chung mà là hên đó mà đó. Mỗi lần mà mở tiệm ra là kiếm phút câu mà. Anh Bảo ơi, tôi khổ lắm, Phúc Bảo ơi. Nam mô trời thanh phương. Thực là có bảo không? Nay chúng con có qua nét. Giọt nước mắt xa ngục
mặc dù tới ấm tới rồi kè coi kè chuẩn bị học được ấp la đi ăn cơm thường trời. Nữa là mình làm cái nền gì nền vàng cho sáng hả? Trắng hay nền vàng? Nền vàng cho sáng. Nền vàng ha, nền vàng là hình gì? Tức là lấy cái nền vàng thôi. À, mà hình thì cũng vẫn để em đi hình. Đi hình vậy màu hình thì vẫn để đi. Nếu mà nền màu vàng thì cái áo em nó màu vàng nó tìm không ta? Màu vàng hả? Nếu màu vàng thì cho làm màu trắng đi. À, màu trắng đi đẹp hơn anh ơi. Sáng hơn. Con kéo dòi con lộn dài dài được không? Kéo dòi không bất, kéo dòi không tiền nha. Con lộn kéo dòi không tiền cũng tiền nè. Ờ, kéo dòi nó vừa hầm ăn luôn đó. Hầm thì có hơn chứ ăn. À, anh đâu ơi. Là có mỏ trụ á là phải dắt cái dao vô có kiếm dao dài nó dắt dao vô cái gót nó mỏng quá lôi cái gót ra lôi gót nó là dắt cái quần dắt cái quần sờ vô luôn dắt cái quần lòng vô chứ trời anh ba hơi ru khổ quá vợ con sao vợ con cũng ổn bữa tư nói chuyện hơn rồi bây giờ anh làm cho con vợ em có bản uống cấp nằm nữ bữa tư đi thôi khỏi luôn đi. Thấy ghê không? Uống chai lo chưa xong nữa. Thằng ông lo chưa xong nữa kìa. Lo cái thằng kìa, lo cái thằng không xong nữa. Lo nhà mẹ kìa, buôn bán kìa, sắp tới kìa, không lo. Coi bây giờ anh muốn học cái ngành này được không? Học ngày này hả? Ừ. Hỏi chủ ta kìa. Hỏi chủ kìa. Hỏi nhận luôn, xin việc làm luôn. Xin việc làm luôn đi. Anh ơi, bây giờ em muốn làm là được không anh Tu? Được. Được thì cho em đi làm mà có dụng em là bấm máy cho tính thì anh là người đi ra bản. Trời. Hay á, hay á. Làm chủ mà. Vô đuổi liền. Tính làm chủ không à? Vô đuổi chủ là làm nhân viên à. Em làm xong. Em làm là giới với anh giới bất thành tới giờ đi ra luôn. Là có dụng là tự có chữ cái bản xong mình ta phải không? Là em giới có bản vô luôn. Bản cái bản đi ra luôn á. À anh Tu ơi. Anh làm cái bản đó của chú ra là làm thêm cho em một trăm mấy chục cái thịt cứ cho luôn à. Thịt cứ là cô lượm hà và bé tiên. Dắn vô rồi cho em đi mày hấp sáng được chứ không bây giờ em đặt trước và ba cái này em đánh sau em mời luôn em cảm ơn đặt từ từ được có làm mà đặt trước trình từ từ ờ thì mình bây giờ mình đặt từ trước rồi ba cái mình dắn thêm cho mình mời nó đám cưới của lượm được cái bữa mùng bốn mà mùng bốn á từ ngày 29 tháng chạp năm 2024 á mà mình 2/1 năm Quý Mão á thì vô á được á bây giờ cắt cũng lâu quá ha. Không mà ví dụ mà ông chủ này mà không tập trung chuyên môn cái gặp cô lộn nói chuyện cái này làm cũng được không? Quen rồi, quen rồi, chịu đựng được hả? Vâng, không biết cha. Giờ làm thêm cho em có thể căn cứ công dân luôn à? Giới cho mình nhân dân luôn, gắn kiếp vô thằng Hoàng. Để giữ ngô hữu hiệu. Tâm sự với ông chủ không đợm? Dạ. Không có đám đám dỗ với thì xuống dưới hoài. À. Chắc ông chủ này chắc coi clip cô lộn nhiều không? Coi nhiều không? Chắc ngày nào cũng có coi chứ hả? Chạy cao lộn. Cơ. Lo về chê mày cũng thiếu. Ừ, không cái con mình phải đọc như vậy đó. Này là tráng động chạy dàn nè. Cái hình làm xong mình tráng động chạy dàn luôn đó. Tạm lâu. Kéo ra. Kéo ra còn thiếu gì nữa Lộn biết gì không Lộn? Đủ cái dứt ra là có rồi đấy không? Dằn gà mà nó còn đồn chứ ha. Đó. Lên đó rồi đó. Ở đây cô lộn đứng đây đi. Ở đây là cô lộn khờ. À. Không biết trước kia có tấm ngồi nữa đó. Này có tấm ngồi. Mình nào trước. Ờ đó đây bên đây để chữ cô lộn khờ. Có mấy cái phòng chữ đồ. Cái này làm liền trong ngày hôm nay luôn cái gì? À nếu làm ngày mai sẽ có. Mai có ha. Mai vào ha. Thôi làm giao được tư cứ ngồi. Ờ thì đó. Đó. Đi tắt. Đó. Cùi tóc lui. Sao phải nổi kìa. Đủ. 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 Đó. Rồi vô. Đủ. Cái này im ngang, cái này im ngang, cái này im ngang. Có mày vô không? Có. Nhỏ lại chút. Mày làm cái chuyện nào giao ta? Chuyện nào giao? Chữ nó... Alo.
được không lộm? Alo, nghe nè anh ơi. Để chú để thời gian rồi đi. Giờ bấm thêm cho có số điện thoại nữa. Vô làm ở đây rồi. Vô làm đi. Ui, được cái dòng chữ đó mình có tô viền luôn không? Tô viền cho nó sáng sáng lên chút. Méo lộm, méo lộm. Chỉ là coi lộm. Giờ cho điện thoại có cho ông chủ. 557 317 371. Muốn viền vàng hay là viền cái hình màu là cái hình màu trắng hay gì? Viền vàng vậy rồi. Cái viền đen được không? Có viền đen không? Cái viền đen mà ôm sát viền nhỏ nhỏ lại á. Ai kể không có màu thì em mà. Ai, giữ cũng được đó. Giữ cũng thêm á. Như trời. Cái gì ta? Ba chấm gì đó. Các bạn chú chào có ở đó nè. Rồi mời theo các bạn ở trong cái lần giờ đó. Bây giờ này mình gọi cho đi, mình kêu khán giả rồi ủng hộ tiền mặt ba đề luôn á, nhưng mình gì có được không lộm? Được làm cái xong cái mày đi là bắt đầu mình nghĩ mà vấn đề sáng rồi đâu quên tôi làm sao bây giờ một tấm rồi ở đây nha, mà mình tiêu dài cái này tấm hình phải cạo thôi, mình hút cái răng đó biết nào biết nóng tâm biết hợp đủ biết hải sản biết thời gian xanh thì mẹ bấm hình là thấy là biết là uy tín rồi đó. Thì sau này khán giả thì cứ đến thì gặp tấm hình này là uy tín nha khán giả, uy tín tràn trề luôn á. Cây cây xăng số 25 chạy dầm Phú Tân An Giang. Có gì bà con đến ủng hộ hai mẹ con có lộn nha mọi người. Quý bà con và khán giả thân mến, khu Lâm Thời thì đến vị trí vườn tiêu quý đường đó hả, ủng hộ Phủ Tiến Trai, ủng hộ hũ tiếng chai của giờ lên đây cái thằng bà đi xấu để bà ba luôn, cái thằng bà ba đi xấu để cháu ngồi chết tôi luôn. Từ rồi mình lên cũng được rồi, tính đưa mày cho số cho chung luôn hả? Đi xấu được chung luôn hả? Già bả chứ hả? Năm giờ bả luôn á, bả tới chịu lắm lắm anh ơi, cao cỡ rồi chú ca không lợi bả biết nào luôn, má ngập sang chùa nè, tiêm lạnh chùa ban rồi không được nữa. Tấm này nó gọn. Đâu? Đó mà bưng cái bì rồi thấy thèm rồi đó. Anh đâu? Đó mà chú chui cho bưng cái bì rồi thèm đi rồi đó. Anh tới. Ai cũng lộm ai nữa để cái tô mì phèo vô. Ghép tô mì phèo vô. Ghép mì chó luôn. Thịt bò vô. Thịt chó được ở chú thằng bà đi. Anh đâu ơi, anh để cái chữ là hải sản cô lậm, còn thằng phải chú ra đi. Là cô lậm là chủ bán gì là bán bia hay là bán nước đậm gì đó. Thì cứ lưu đi. Là cho mọi người biết. Bán bánh trên trời. Chứ mà báo chú chơi trao gì với ngợi? Bán một chai rồi để thèo gì từ lưới vậy hả? Thôi, giờ con đi báo chú chơi cho đỡ đầu hủ lên. Mì cũng chú chơi, có để chút nước ngọt được không ta? Cái này là mình làm một bản vậy là cái chi phí nó là bao nhiêu? Cái này kích thước 8 tắc mét rưỡi. Cái này giá thị trường em làm cho nên 900, có vụ lợn thì làm 800. À, vậy là làm cho lợn 800 ha? Rồi. Anh đâu ơi? 800 bây giờ 80 1m2 ở đây là em làm là đặt 750 rồi. Dạ. Cái loại của tả giá vậy? Dạ. Có chừng luôn á. Làm cái này vừa làm vừa làm vừa tặng cho khách VIP đó. Tặng cho khách VIP không? Anh đâu biết biết giá cho bên đâu anh? Cua lộm. Anh đâu biết giá cho bên? Cua lộm mà đi lên tới núi mà tao còn biết nữa đó. Núi Tràm thì có cấm rồi đó. Nói rồi đi chưa? Đi dạo đi lặng rồi. Đi chụp hình tấm hình luôn. Anh đâu? Chừng nào có đi du lịch thì bỏ cái bản nữa lên là cho ai làm nữa rồi đó ngồi đó là đúng rồi đó đầu hay đó à bà cá là mình giống đầm chuẩn luôn chơi đó giống như thằng 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 quế luôn á già vô luôn 100 triệu giống mình ngoãn hơn chứ tự như vậy mình thử tiếu cha ơi là bấm thư xin cái phèo nữa trời dính lép con ông chủ ra đây ông vô làm cho nó mà ông chủ anh cho ông chủ làm lâu có bà nội biết chừng nào đuổi chủ luôn hả bây giờ anh đâu ra đi cho ông làm nè ông làm mà biết đo luôn người ta làm mình tới có thời gian thẳng cho má luôn còn sao đúng không rồi sao anh dạng à không từ từ lên đó quậy ra cái đó. Dạ, con thứ ra là con ơi là 34 rồi đó. Còn con lượm hà là mới ra 87 luôn. Dạ, chứ mà cứ chân là dài tới 100 km luôn. Còn có mở chỗ quần. Đó mở bao nhiêu? 300 km. 300 km hả? Dạ mệt luôn. Ăn buồn quà luôn.
kìa, giờ bắt đầu kiếm tô mì kìa. Hủ tiếu chay. Anh ơi, anh kiếm mấy tô mì hủ tiếu nào không? Có con rắn trong á. Đâu, nhưng mà có con rắn trong á ông. Con rắn là để mà ăn vô cho không luôn. Hủ tiếu mà có. Có nè, tập trung được không? Ai chúng ta tới rồi nè. Có để giống gì không mà? Không mà mẹ có để giống gì không nha. Vậy mới để hành vậy được. Để hình chơi được rồi. À cái đó đi. Cái đó chứ. Mẹ kêu mẹ làm hoàng thánh luôn nha. Hủ tiếu chay kêu mẹ làm hoàng thánh luôn. Cái gì có hoàng thánh nữa? À hoàng thánh luôn. Bán hoàng thánh nó ngon hả? À hoàng thánh chay đẹp ngon lắm. Có bắp nữa kìa. Bán hủ tiếu chay có tài là tao cũng hợp gì lắm rồi nha. Làm chuyện này là nổi tiếng rồi, còn dữ nữa nè. Nội cái thương hiệu là uy tín rồi đó. Dữ dằn luôn. Cú lộn khờ. À anh ơi, làm cho em không có bản đâu. Là bên ở trung tâm vô liệu bách gia gì anh coi. Để cho ta làm. Trời ơi ngồi mà. Ờ anh ơi hoài. Anh ơi thì tới Tết. Trung tâm vô liệu bách gia gì anh coi. Đang chứng bước 2 đó. Định danh đó. Có sổ hộ khẩu rồi đó. Khổ quá lộn. Khổ mình bớ đi. Chào đốc rồi. Đằng cú lộn á. Đằng đầu tiên là nó quay cái kênh của bạn. Vậy hả? À, nó đeo theo một cái thông đồ. Rồi bỏ kênh. Vậy hả? Kênh đi gậy. Không biết làm á. Ừ. Chơi mà lần tán quần hết chứ. Quá hay luôn hả? Giờ là đang trong lúc chờ đợi. Giờ thôi mình lên trong cổ đi. Cả cổ đi. Cổ tặng cho anh làm bán hiệu ơi. Bảo ơi, cái là khác đi Bảo ơi hoài. Lên con cổ nè, tặng cho làm bảo hiệu nè. Bảo ơi, thương hiệu hả? Bây giờ ta giới thiệu về thương hiệu. Các bạn hủ tiếu chay đi. Trời đà ơi, anh giúp tôi đi kịp thắng đà. Từ cửa bến phà, mở ra ba chương hình bên đây. Trời đà ơi, trời đà. Thì gọi mày hủ tiếu ơi. Gọi mày ơi. Không bao giờ cá rồi. Tập mình luôn. Tập phần lượt phèo luôn. Tụt. Đúng bắn rồi. Cơm biết trời đà ơi. Đủ. Tập phà luôn. Quá xuất sắc nha. Dạ. Tập đoàn luôn. Mà con đến ủng hộ. Ủng hộ của Lẩm. Quá đẹp kìa Lẩm ơi. Đó. Cái chữ tiếng là màu gì luôn hả? Anh muốn màu gì? Cái màu đó được không? Nhưng mà màu đó là làm gì nữa đây? Dạ anh để thêm cái chữ là đắp một tầng nữa. Tại cái màu trắng là lên viền, nó không hợp. Màu phải không? Đi rồi đây cũng đẹp rồi. Màu vàng nó đụng với cái áo của ông Lộm. Trắng rồi. Ừ. Vậy đó nó đụng rồi. Dần dần trắng rồi em á. Trắng. Dạ. 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 À, vậy đó. Vậy đây mò cho nó màu già đi. Anh ơi, chuyện nào cho anh? Mai. Rồi, ok. Bơi xuống sớm rồi, tôi đợi mấy thằng ra là anh đợi xuống sớm á. Đúng rồi. Sớm mà được chứ. Đợi anh Phúc, anh tới anh Thảo ra, qua làm cho anh ra xuống. Đó. Coi cái gì tôi đón luôn. Anh Phúc á, thì qua lượm đến dưới cầu thang đón anh Mạnh là đem đảo xuống. Đi. Bây giờ là làm thêm cho em cái bức da nữa. Gà gì? Lúc da chưa nổi, lúc da rồi ba. Tao thêm cái tre phòng khách gì cá rồi. Cho lượm chả để chế rồi. Ngã. Có mở chuồng không chết rồi nè. Mở chuồng mày vô chút được không? Dính đầu rồi. Cái mì á, cái mì. Đâu. Kéo nó vô chút. Kéo nó vô trong hủ tiếu. Ừ. Cái đó nó sát qua, nó sát vô góc không đi. Ừ. Vậy được chưa? Thấy cũng được rồi đó. Rồi vậy đi. Rồi. Cho
nổi lên xíu. Nổi luôn ha. Cho nổi luôn. Làm sao mà người ta đi ngang mà ta gặp tư bi mà ta quá hồn quá. Ta quá hồn mà lấy hồn. Thấy hồn cái kép thì nó mới được. Tao thấy hồn giờ cái hình nó mới đi vô. Làm sao mà gặp, đi ngang là gặp tao thấy ra liền á. Lâm khờ ơi, cho một câu hủ tiếu đi nào. Đủ bưng lên sổ. Nhìn cái mặt là thấy là phải là vô mua rồi đó. Đã vô ăn rồi đó. Đau liền cho tôi nghe. Ừ, trời đà. Sao không bưng hủ tiếu bán nè, mà cứ lon chơi hoài mẹ buồn biết không? Biết. Lộm ơi lộm à. Bởi luôn. Rồi đó. Xong rồi đó. Đi mà đó. Quá ok ha. Chấm có màu rồi, chấm sạch sỡ còn tính. Vậy là ngày mai ha. Ngày mai ha. Khoảng tầm giờ này. Ừ. 800 ha. Bây giờ ngày mai tới giờ anh không? Anh ơi, giờ còn mang tới giờ? Mai giờ này nè. Giờ này giao luôn á. À, chỉ là cái mà cực qua cực lại, cực qua cực lại cũng có mà. Lâu chân ha. Ờ, rồi. Ông ơi, anh xin số điện thoại nào đi. Có gửi gửi lại cái Zalo nãy. Quá êm rồi. Quá êm. Cô đậm quá êm. Quá đẹp lắm á. Vâng, rồi chấm hành tôi giao quá. Rồi, vậy đi. Rồi. Không làm. Chịu. Sao thế sao? Chưa có đủ đâu. Nhìn là uy tín rồi. Chưa có đủ đâu. Cái gì nữa? Lưu địa chỉ luôn hả? Địa chỉ. Địa chỉ cho ngài số điện thoại luôn. 0567 317 371 liên hệ miễn phí. Nhà mày không biết đâu mày đi địa chỉ vô nữa. Bây giờ mày không biết mà không biết nhà đâu mà đi địa chỉ vô làm chi? Bây giờ chưa có điện thoại vô. Thấy cái hình là được rồi. Còn địa chỉ là để bên YouTube Tamia cho. Nhưng mà ơi, kênh YouTube không hỏi luôn. Anh Tâm bóng đăng ký 1 like. Có biết còn đủ ăn rồi hả? Có. Rồi, đưa cái mặt lõm lại cái quay gần cái thôi. Đây cả nhà. Ở xích vô thì gặp gặp. Có đủ ăn rồi. Đắt gì đây? Đây. Đây rồi đó cái mặt gì đây. Kéo xuống anh, cu đâu bấm từ từ coi. Từ từ cu coi. Đó, kéo xuống từ cu coi. Cu đó, uy tín cu nè. Đó, cu mình kéo là lõm nè. Nè, cu nè lộm nè, bắt đầu xuống là thử khờ nè, quy tính cái dưới nữa nè, đó là quy tính rồi đó. Đó là quy tính đó. Đó, nè, này nhìn cái mặt nè, cái mặt này là thấy quy tính rồi đó. Đó, thấy không, thấy thèm mì lên chứ cả nhà. Mì uống cái chai, cu lộm lại. Cái xuống ra cho em lại nha. Đó, thấy chưa, đó.